Xin chào quý khách hàng, hôm nay Dakia Solar xin giới thiệu với quý khách hàng một loại tủ năng lượng mặt trời độc lập. Thì bên trong tủ thì Dakia đã trang bị cho quý khách hàng một bộ sạc MPPT Forever 30A, cùng với đó là hai bình ắc quy Saite 12V 55Ah. Tiếp theo là các thiết bị đóng cắt phụ thuộc hãng Sintri, đóng cắt DC. Thêm nữa là chúng ta có một cái tấm pin 300W, pin năng lượng mặt trời. Thì vỏ tủ, ngoại quan bên ngoài thì vỏ tủ được thiết kế bằng inox 304 để nhằm thiết kế cho khách hàng đặc thù, lắp đặt ở các vùng có khí hậu đặc biệt khắc nghiệt, chống chịu được rỉ sét, gió biển hay là mưa bão. Tủ cung cấp nguồn cho các thiết bị 12V, 24V DC cũng như là các hệ thống giám sát và viễn thông của quý khách hàng. Dạ. Vừa rồi thì Dakia Solar đã giới thiệu với anh chị mình là một tủ năng lượng mặt trời độc lập. Thì nếu mà quý anh chị khách hàng có nhu cầu cũng như là quan tâm đến sản phẩm, muốn được tư vấn và hiểu rõ hơn về sản phẩm thì hãy liên hệ với hotline của Dakia Group. Vâng, xin cảm ơn.